Có một vị hỏi đem hai cái bản chú Đại Bi lên đây để nhờ so sánh. Ví dụ như Gạch Đức nè, có bản thì phát âm là Nam Mô hát ra, bản này phiên âm là Nam Mô hát ra, bản kia thì tụng là Bà Lô Kiết Đế, bản bên này tụng là Bà Lô Kiết Đế. Ý muốn hỏi là như vậy thì tụng câu nào mới đúng? Thưa đại chúng, quý vị không thấy cái tiêu đề chú Đại Bi không? Chú Đại Bi cũng được, thiếm Đại Bi cũng được, chú thiếm cũng một nhà mà, được chưa? Thưa đại chúng, khi mà mình tụng những cái bài thần chú đó, đa phần những bài này là phiên âm từ cái bản Phạn. Đã là phiên âm thì không thể nào cùng một góc, một chữ được, bởi vì mỗi người ta phiên âm một góc, một kiểu. Không, và ví dụ học tiếng Pháp, tiếng Anh cũng chữ đó mà cái vùng Anh đó cũng phát âm cái câu đó bằng tiếng Pháp, mà phát âm theo cái âm của người nói tiếng Anh. Quý vị ở chuyên Pháp, quý vị phát âm đúng chuẩn theo Pháp. Mà quý vị là người Việt qua đây lúc lớn tuổi rồi học tiếng Pháp, quý vị phiên âm mà mấy đứa con mình nó sanh ra ở Pháp nó cười, có không? Nó thôi má, nó ta lê phan xe tức cười quá. Mình mới nói pardon, có sao đâu, đã là phiên âm. Cho nên cái chữ là Nam Mô Ratna Rattaya thì các vị có đọc là Nam Mô Hát Ra Ratna Dara Dạ Gia, tất cả những cái này là thuộc dạng phiên âm. Ví dụ như Savha là nguyên chữ là Savha, người Bắc á phiên âm là Savha, người Trung với người Nam là Ta Bà Ha. Mà Ta Bà Ha tại vì có những lúc phiên âm nó im, nó nín đi một âm. Nhưng mà cho dù là Sa Ha hay là Tá Ha, Tóa Ha hay là Sa Bà Ha thì nó cũng là cái âm đó. Người Trung Hoa không, đa phần không thể phát âm được nguyên âm của tiếng Phạn. Cho nên người Trung Hoa cố gắng phiên âm tiếng Phạn bằng cái ngôn ngữ của Trung Hoa. Người Việt mình đem nguyên cái bộ của phiên âm Trung Hoa phiên âm qua tiếng Việt của mình, thành thử ra quý vị thấy nó đã có cái sự chênh lệch. Cho nên đừng có quan tâm, đừng có, cái câu hỏi này đơn giản là bởi vì cái vị Phật tử này mới bắt đầu tập tu, và khi tụng những bài chú thì thấy sao nó có khác thì hỏi, chứ không phải có cái ý gọi là so sánh chữ nghĩa gì. Nhưng mà vì Pháp Hòa trân trọng cái tâm muốn học hỏi, cho nên Pháp Hòa giải thích chỗ này. Và thưa đại chúng, cái câu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát là mình thêm cái nguyên bản của ông con. Thiên Hữu Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni là mình thêm cái nguyên bản của ông con. Nguyên cái bản chỉ là Nam Mô Hát Ra 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 Dạ Gia cho tới câu cuối là Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Còn tất cả những cái cách, ví dụ như có chỗ đọc là Tát Đỏa, có chỗ đọc là Tát Đã, tất cả đều là chữ phiên âm. Thì quý vị quen với âm nào, quý vị tung âm phiên của cái phiên đó, đừng có lo ngại. Đó là một. Cái thứ hai, Pháp Hòa ví dụ như đây là một bài thần chú Đại Bi, không? Mỗi câu thần chú trong này đều mang một cái pháp tu. Thôi thì bây giờ nói cái chuyện mình lượm những cái ý nghĩa của pháp tu này thôi là mình đã tu đủ rồi. Pháp Hòa ví dụ như cái câu
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Câu đó có ba nghĩa. Một là tăng ích, hai là thành tựu, ba là hàng phục. Tăng ích điều lành, thành tựu pháp lành, hàng phục cái pháp ác. Ví dụ mình vừa khởi cái tâm sân, mình muốn chửi với người đó, thì cái tâm sân là pháp ác, hàng phục cho đó. Và khi mình hàng phục cái đó, không chửi bậy, thì cái gì nó sanh? Không có gây thù chú quán gì hết. Có phải là pháp lành tăng trưởng không? Tăng ít. Hàng phục pháp ác thì tự nhiên pháp lành nó tăng ít. Và lúc đó mình qua được cơn nóng giận, cái mình phải chờ, tôi đã thành tựu được một ngày nhẫn nhục, chứ không phải một đời nhẫn nhục nha. Mình chưa được đời đâu, nhưng mà hãy mỗi lần chuyện gì nó sắp đến thì tụng liền câu thần chú đó, Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ dạ, nghĩa là tăng ít, thành tựu và hàng phục. Nam mô a vị gia, chữ a vị gia nghĩa là thánh giả. Mà tại sao được gọi là thánh giả? Bởi vì người đó lìa được pháp lành, người lìa được pháp ác. Maha Kaloni, nhớ không? Maha là rộng lớn, Kaloni là tâm từ. Hãy có tâm từ rộng lớn, rộng liên. Nam mô Maha Kaloni. Nội cái chữ ta bà ha không là đã sáu nghĩa rồi. Kiết tường, tịch tỉnh, vân vân. Quý vị muốn biết cái ý nghĩa bài chú đại bi, quý vị tìm cái bài phong hòa giải gì chú đại bi. Thì phong hòa thưa như vậy để cho đại chúng biết rằng cái mục đích chúng ta tụng kinh là để chúng ta cầu cái nghĩa và chúng ta tu cái nghĩa, còn cái phần ngữ đừng quan tâm. Dĩ nhiên là mình cố gắng mình tụng cho chuẩn, hiểu cho sát cái nghĩa, nhưng chúng ta đừng để chữ nghĩa nó làm khổ mình. Cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ trong tứ y. Lỡ mình gặp một người nào không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng mà người đó luôn luôn cho mình những lời hay ý đẹp, thì mình cứ nói sao? Mình hãy y theo cái pháp của cái người đó. Mà còn người đó nói trật lất những gì người đó nói, tự an ủi lấy mình, y pháp bất y nhân. Rồi trường hợp chữ nghĩa vậy là y nghĩa bất y ngữ. Nhiều khi các thầy lên giảng, nhưng trong lúc nói thì ý tứ nó cứ đi ra, đôi khi cũng sai lệch một vài chữ. Đừng quan tâm. Mình biết thầy cũng có ý xấu, chẳng do trong cái buổi nói chuyện rồi đâu, lúc ý tứ đi ra thì thầy dùng từ nó trật chút thôi. Y nghĩa bất y ngữ. Và mình hãy nên y theo cái trí tuệ mà nhận định, còn ba cái thức, tức là nhận biết, nhận thức, phân biệt, cũng nên thỉnh thoảng cũng phải nhẹ nhàng cái đó, gọi là y trí bất y thức. Cho nên vị Phật tử mà hỏi câu này đó, đừng có lo ha, kiết đế hay yết đế thì cũng được. Ta bà ha, xá bà ha, tất cả cái đó đều là chữ phiên âm hết. Còn nguyên bản, nếu mà mình muốn đựng trật thì ráng học tiếng Phạn. Còn nếu mình đã chấp nhận tụng những bản phiên âm thì dĩ nhiên nó phải có một hai chữ nó phiên âm, nó trật. Không phải là trật nữa, mà cái cách phiên âm đó. Ví dụ như người miền Nam đơn giản A-di-đà-phật, nhưng mà người Bắc thì phát âm nó khác, A-di-đà-phật. Ví dụ vậy, thì cái cách phát âm thôi. Cho nên ngày xưa cái bà cụ mà niệm mà án mà đi bắt di beo đó, nhớ câu chuyện đó không? Bà niệm bán mà đi bắt di beo, mà thầy tới thì nói là tội nghiệp bà quá, người ta án mà đi bắt di hùng mà bà cứ niệm beo.
Thì bà nghĩ bao nhiêu lâu nay bà tu nó trật lất rồi, bà lo bà buồn rầu bao nhiêu năm công phu đổ sông đổ biển hết. Thầy thấy tội nghiệp quá thầy, mà lỗi của thầy nữa, lỗi thầy tới thầy làm cho tâm bà động. Thầy tới thầy xin lỗi, thầy nói bà ơi bà niệm lại đi, bà niệm đúng án mà đi bắt gì beo mới đúng, không phải án mà đi bắt gì hùng đó. Nãy giờ tôi chọc bà hùng beo cũng giống nhau, cũng giống như nãy ngoài chồng vậy. Quý vị tụng chú đại bi hay thiếp đại bi, chú thiếp của nhà. Quý vị nhớ khi mình đọc kinh đó, nó có hai cái dạng, một là phiên âm, hai là dịch nghĩa. Phiên âm đó, tức là cái âm tiếng Phạn vậy rồi mình phiên lên cái âm. Và muốn hiểu cái âm nghĩa thì chúng ta phải chiếm nghĩa. Ví dụ như Buddha, Buddha người Trung Hoa âm là Bồ Đà, người Trung Hoa ngày xưa âm là Bồ Đà, người Việt Nam đọc là Bụt, người Trung Hoa đọc là Phật. Buddha mà đọc thành Phật là càng lớn rồi. Buddha là tiếng Phạn, người Trung Hoa âm là Phật Đà. Bây giờ mới dịch nghĩa này. Dịch nghĩa là giác giả, là người giác ngộ. Cho nên các vị hay đấy, tăng nói cho đủ là tăng già. Phiên âm từ tiếng Phạn là sanh ga, dịch nghĩa là hòa hợp chúng. Đại chúng sống có hòa hợp, có an tịnh thì gọi là tăng, chứ không phải nguyên nhóm ở chung chùa kiểu tăng đâu. Ở chung chùa mà gây lộn mỗi ngày thì chẳng phải là tăng. Nó chỉ có được cái số lượng, nhưng mà nó không nói lên được cái chất lượng của tăng. Cái chất của tăng là thanh tịnh, là hòa hợp. Hồi xưa ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh về, ngài dịch kinh ngài cũng đưa ra 5 cái yếu tố đừng có dịch rồi, gọi là ngũ chủng bất phiên, 5 điều đừng có dịch. Ở cái xứ của mình không có thì không có dịch, để nguyên lại. Ví dụ như xứ của mình bên Ấn Độ nó có cái loại cỏ đó, mình không có cỏ đó thì để nguyên cái tên cỏ đó, chứ mà không thể không thấy cái khác thế được. Ở xứ mình đó là không có cái trái kiwi, rồi mình thấy cái vỏ của trái kiwi á nó cũng nâu nâu vậy đó, cái mình nói này là sacoche của Mỹ. Rồi dịch vô trong kinh để sacoche của Mỹ là chịu thua, thà là mình để nguyên chữ kiwi đi mà ta còn dễ biết nó là cái gì. Cái đó là ngày Huyền Trang khuyên mình thì có dịch đó. Giống như cái trái nho đó, Trung Hoa không có nho, nho là của xứ ngoại quốc này. Cho nên khi mà nước Bồ Đào, nước Bồ Đào Nha đó, họ đem nho qua, rượu nho đem nho qua Trung Quốc, Trung Quốc không biết cái trái gì thì mới liền gọi cái trái đó là trái Bồ Đào. Trái Bồ Đào tức là trái của cái nước Bồ Đào Nha, nhưng mà gọi là trái Bồ Đào. Thành thử ra hiện tại bây giờ người Hoa chữ Tàu vẫn gọi là Bồ Đào, rượu nho gọi là Bồ Đào Tửu. Cho nên mới có cái bài thơ đó: Bồ Đào Mỹ Tửu Giả Quan Bôi, Dục Ẩm Tỳ Bà Bả Thượng Thôi, Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tứ, Cổ Lai Chinh Chiến Kỷ Nhân Hồn. Rượu Bồ Đào mà đựng trong cái ly Dạ Quan thì nó ngon dữ lắm, gọi là Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quan Bôi. Muốn uống thêm ly nữa nhưng mà trống chuông đã dùng mình đem lên ngựa để đi chinh chiến, gọi là Dùng Ẩm Tỳ Bà Bả Thượng Thôi. Anh đừng có cười tôi nha, Túy Ngọa Sa Trường Vương Mặt Tiếu thấy tôi sai lầm vậy anh đừng có cười tôi à. Xưa nay đi chinh chiến mấy người trở lại, chứ Trung Hoa không có trái nho, trái Bồ Đào.
xứ đó xứ mình không có đừng có dịch, tên của người ta đừng có dịch. Chẳng hạn như mà không lẽ bây giờ quý vị người Trung Hoa thì họ thích làm cái kiểu, ví dụ như bây giờ đó là Malaysia, âm lại là Mã Lai Á, không thể dịch Mã là ngựa, Lai là giống giống, Á là câm, con ngựa này bị câm. Chữ Mã Lai Á là phiên âm Malaysia, thì cái chữ Malaysia là Mã Lai Á là không thể dịch. Đừng có lấy chữ dịch chữ. Cũng giống như là ở bên Canada có thành phố là Montreal, dịch âm lại Mộng Lệ An. Ví dụ vậy đó. Để cái ở trên Paris nó có cái vườn hoa gì đó, lúc sông mua gì đó, mình âm là cái gì? Lục sâm bảo. Hỏi lục là gì? Lục là sao? Còn không là lục là sáo. Dù dịch kiểu nào cũng không đúng, chữ nó vậy là nó không vậy thôi. Còn mình âm lại là để đọc, để cho dễ đọc vậy. Không lẽ bây giờ dịch ngày một kiền liên, một là mắt, kiền là chắc, liên là bông sen. Một kiền liên là ông thầy có cái mắt chắc như bông sen. Vậy quý vị hiểu được cái ý ha. Thầy đã dạy con tu là để phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Con có thể xác định trí tuệ của mình mỗi ngày mỗi phát triển, nhưng làm sao con có thể xác định lòng từ bi của mình là chân thật? Muốn biết thì phải có cái máy rà. Giờ nó bán máy rà luôn đó. Rà ai chạy overspeed cũng có mà. Thậm chí bây giờ người nào mà đang bị stress ở trong người, đang bị khủng hoảng, đang bị lo sợ gì, nó có cái máy nó rà đó. Niệm lên số gì, màu gì là biết là mình đang bị, trong tâm tư mình đang có cái gì. Thưa đại chúng, muốn biết ai yêu mình, hãy đợi lúc bệnh thì sẽ biết. Tại vì khi mình bệnh, người nào mà tới chăm sóc mình hết lòng là người đó yêu mình. Muốn biết mình yêu ai, đợi lúc mình sai sẽ hỏi. Tại vì lúc mình uống rượu xỉn rồi mình sẽ nói thiệt lòng mình đã yêu ai. Còn muốn biết mình là ai thì hãy đợi khi tâm mình vừa khởi. Người ta chỉ biết mình là ai sau khi sự việc đã xong. Thí dụ như mình làm một cái việc kỳ lợi quan đặc biệt gì đó, mà lúc mình đang làm người ta chửi dữ lắm. Nhưng khi mình thành tựu việc đó, lúc đó người ta mới làm gì? Ca ngợi tán dương. Như cái ông mà kỹ sư mà làm ra cái tháp Eiffel của Paris vậy. Lúc ông làm có ai khen đâu. Không, thành tựu biết, mình biết mình là ai thì hãy vừa tâm mình vừa khởi là mình biết. Rồi bây giờ muốn biết lòng từ bi của mình làm sao chân thật, cứ nhớ mỗi lần mình khởi một ý niệm gì đó thì mình hãy nhìn lại, có phải là tâm này hiện khởi bằng sự toan tính không? Mà song toan tính này lợi mình nhiều. Thôi mà ví dụ ha, ví dụ như hôm nay quý thầy bới bát cơm, Phật tử bới bát cơm, mỗi thầy bát nhiều quá của ăn hết. Và nhìn nó bát, trời, có mấy món đúng luôn. Say quá thầy pháp nhỉ, sư em, ăn dùm sư anh được. Nhiều quá mà ăn hết, món thì ngon đó. Trời ơi, thầy pháp nhỉ sẽ cảm ơn sư anh, sanh hương sư em quá. Nhưng mà đâu biết, tại tôi không ưa đâu ơi. Ví dụ vậy đó. Đó, cho nên là cái chuyện thật hay là không thật á thì chẳng ai đo được mình. Nhưng mà mình phải, mình nên nhìn vào cái mình. Nhiều khi cái hành động mình rất tình thương,
nhưng mà trong đó thật sự nó có thật thương hay không người ta cũng chẳng hề. Vậy thì ai biết mình? Như một cái ví dụ đó thôi. Hoặc là ví dụ như mình nói, để tôi giới thiệu cho anh quen cái anh này. Nhưng mà thiệt sự cái tâm của mình đó, có thật lòng mình muốn giới thiệu cho hai người quen nhau, giúp đỡ nhau không? Hay là mình biết rằng khi mình giới thiệu xong rồi, mai mốt mình sẽ được nhờ cái người này một việc gì đó, nhưng mình đã tính hết rồi. Cho bây giờ mình mục đích mình giới thiệu như vậy là để mai mốt có cái trường hợp mình sẽ cần phải. Mà mình thấy rằng mình giới thiệu thì không có lợi, không có hại bao nhiêu, nhưng mà lợi rất nhiều. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái sự chân thật hay không, không phải là mình biết, à xin lỗi, không phải ai biết, mà chính mình. Cho nên trong kinh Dược Sư mới có một câu như thế này: khi mình vừa sanh ra thì có một ông thần cùng sanh với mình. Ông thần đó trong kinh Dược Sư gọi là thần công sanh. Nhớ không? Nếu mà ai có tụng kinh Dược Sư, thần công sanh. Thần công sanh đó là gì? Đó là nghiệp lực của mình. Hay nói một cách khác, đó là thiện hay là bất thiện đi chung đồng hành với mình. Dạ thưa thầy, trước kia con là đạo Phật, nhưng vì làm đám cưới với người Công giáo nên con phải theo đạo học giáo lý. Bây giờ con đã ly hôn, vậy thì con trở về đạo Phật hay vẫn giữ đạo Công giáo? Câu này mà hỏi nhầm thầy chùa thì trở ra. Hỏi thầy chùa biểu trở về chứ con. Thưa đại chúng, quý vị có trở về cũng không sao, bởi vì vỉ chung lá rụng là bề cội, nước chảy thì về nguồn. Và cái thứ hai nữa, những gì mặc dù xưa nay mình đi theo là tại vì mình lấy chồng, nhưng bây giờ mình không còn một cái quan hệ thì mình trở về với nhà mình thì cũng có sao đâu. Nhà mình thì mình về ai cấp chứ không sao hết. Ngày hôm qua thời gian ở bên Đức, cô Hoàng có gặp một đạo hữu, ông là đạo Chúa nhưng ông lấy vợ đạo Phật. Nhưng mà đặc biệt là ông không có ép vợ ông phải theo ông. Ông nói một câu rất hay: nếu bắt vợ tôi phải bỏ một cái tâm linh ngàn đời để đổi lấy một thứ tình yêu thì tôi không làm. Bởi cái tâm linh nó phải sâu sắc hơn cái tình yêu trai gái gọi là nhất thời chứ. Rồi bây giờ lỡ đời sống gia vợ chồng tôi không hạnh phúc rồi vợ tôi làm gì? Cho nên ông là một người đạo Chúa, nhưng ông có cái nhìn sâu sắc. Không thể lấy bất cứ một cái gì, dù là tiền của tình yêu, để đổi chác lấy tâm hồn, tâm linh và niềm tin của người khác, đức tin của họ. Điều đó không hay lắm. Nếu mà mình có thành tựu đi nữa thì cái thành tựu đó là gì? Đó là sự đổi chác. Hay nói một cách khác là thi ơn có mưu đồ. Thi ơn đừng mong cầu báo, vì thi ơn có cầu báo là có mưu đồ. Đạo hữu đó, ông đến ông thăm Pháp Hòa đàng hoàng, ông giới thiệu: tôi là đạo Chúa, hàng ngày vợ tôi nghe thầy và tôi cũng nghe. Hôm nay biết thầy đến thăm. Và khi đám cưới là dứt khoát vợ cứ đi chùa, và anh cũng đi nhà thờ, không có đụng chạm mà rất hạnh phúc, vui vẻ với nhau. Vì ông nói rằng không thể lấy cái tâm linh từ truyền thống tổ tiên của người ta mà đánh đổi đi một cái tình yêu đơn giản như vậy. Cho nên cô có trở về cũng được cái sao. Ví dụ mà sợ, nói là trời ơi con làm vậy sợ Chúa buồn,
Chúa phạt. Nếu Chúa mà phạt cái vụ này cũng được đó. Tại Chúa lòng từ của Chúa phải rộng lớn chứ, Chúa đâu có rảnh đâu mà đi phạt mấy lạc quạt đứa nào giữ đứa nào không. Vợ chồng là duyên nợ, nhưng khi sống với nhau không hợp nhưng vẫn sống với nhau vì con cái thì có phải là nghiệp nghiệp không á? Và sự chịu đựng một con người thì đó có phải là mình đang tự đang tu tâm hay không? Thật sự ra thì mình nghĩ đó là nghiệp cũng được, nhưng mà nếu mình nghĩ đó là nghiệp thì nó mới mức độ ít ít thôi. Bây giờ mình tăng độ lên, tu là tiến lên. Hãy đừng nghĩ nó là nghiệp mà nó là nguyện. Cái này Phật giáo gọi là chuyển nghiệp thành nguyện. Mà cái gì mình làm bằng nguyện á thì mình sẽ làm vui vẻ, hạnh phúc, kiên cường, không than, không trách mà vui vẻ bằng lòng. Ví dụ nha, hôm nay quý vị mời Pháp Hòa đến đây rồi Pháp Hòa không thích đi mà phải đi, thiệt đúng là cái nghiệp của tôi, thì ngủ lên dậy mà không thoải mái. Nhưng mà nếu là đây là cái nguyện, cái nguyện là mình đến nơi nào mà thời gian mình có, sức khỏe mình có, mà người ta có nhu cầu, ba cái có nó dẹp được cái không. Có sức khỏe, có thời gian và người ta có nhu cầu mà mình còn nói được thì có gì đâu khổ. Thì gọi là nguyện, chuyển nghiệp thành nguyện. Không phải chỉ việc một việc vợ chồng không, ngay cả khi mình bệnh. Ví dụ bây giờ mình qua một cơn tai biến, mình không còn đi đứng khỏe mạnh như bình thường, thì thấy gì mình ngồi mình nói trời ơi nghiệp nghiệp, thì cái nghiệp nó đè mình dữ lắm. Đây là nguyện. Nguyện gì? Nguyện thị hiện cái tướng bệnh để cho mọi người thấy bệnh là một sự thật với tất cả con người. Và nguyện sao nữa? Bệnh mà tu, vậy thì thân bệnh mà tâm không bệnh. Còn nếu mình nói là mình vì con cái cũng được nữa, tại vì mình phải đời sống là phải có hy sinh. Cái đức hy sinh cũng giống như một người thầy á, thường hay nói á, thế gian á, Phật dạy có bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn là bạn bè và ơn chúng sanh. Mình có thể tạo thêm một ơn là ơn đệ tử, nhờ đệ tử mà mình tiến tu, mình tiến bộ, mình được nuôi dưỡng trong sự tu hành. Cho nên á, tùy theo cái tâm quán chiếu, như đạo hữu hỏi là có như vậy có phải là tu tâm không đó? Dạ đúng. Nếu mình có tu cái tâm mình á, thì cái tâm mình nó không ở cái mức độ khổ lụy, mình đưa cái tâm mình hướng thượng thì tự nhiên mọi việc nó thượng, nó đẹp và nó hạnh phúc. Mà thử hỏi bây giờ á, ở trên đời này á, có cái gì mà mình bằng lòng 100% không? Thậm chí quý vị đi mua một cái áo nha, cái áo nó hơi dài nhưng mà tại tôi thích kiểu, cái áo này kiểu đẹp mà cái màu tôi không mấy thích, cái kiểu này đẹp mà cái nút nẻ bơm tôi không mấy gì hả? Quý vị để ý, phần lớn mình mua mình sắm một cái gì đó, mình lấy cái gì mình thích đó, làm cái hơn, cái phần hơn để mình có thể chấp nhận nó. Quý vị đi mua một cái CD nhạc, cái CD đó có bản mình thích à, nhưng mà rốt cuộc mình phải bỏ tiền mua cả một dĩa, tại vì trong đó có một bản mình thích. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, nếu chúng ta đi tìm cái toàn, cái hoàn hảo, không bao giờ chúng ta có được. Và thôi thì chúng ta cứ chấp nhận cái gì nó khả dĩ hơn để chúng ta vui mà sống. Ví dụ như quý vị đấy, trời ơi, ai mà ở California là hạnh phúc nhất,
ở xứ này coi vậy chứ thiếu thốn đủ thứ. Nhưng mà hỏi mấy vị California thật hạnh phúc 100% không? Cũng chắc chưa, chưa chắc. Động đất rồi ví dụ bên đó mình nói qua đây nó chỗ được khoái nhất là bơ sữa nước Pháp, bánh mì nước Pháp, ví dụ vậy. Cho nên ở đâu nó cũng có những cái khó và có cái không khó. Pháp Hòa nhận rất nhiều những cái form của Phật tử: thầy ơi, ông chồng con cái gì cũng được hết, gặp con cái ông hay la không? Nhiều khi Pháp Hòa nói bây giờ không lẽ bây giờ ổng hay la mình rồi mình bỏ ổng. Rồi ta hỏi lý do nào chị bỏ nó là ổng hay la. Có nhiều khi không lẽ vì một cái chuyện đó rất là nhỏ trong cuộc sống bình thường cứ đi lặp lại rồi không lẽ ly dị. Cho nên thôi thì bây giờ quý vị cứ đã là vợ chồng thì nhất định là sẽ có, đã có duyên. Mà đã có duyên thì thôi mình học Phật rồi, mình biết chấp nhận, biết chuyển hóa. Và thưa đại chúng, nếu mà đã là nghiệp ha, nếu mà nói trên phương diện nghiệp, còn nghiệp chạy không thoát, mà hết nghiệp khỏi đuổi nó cũng đi, nó rõ là vậy. Giống như ở đây vậy đó, còn nợ coi thiếu một đồng cứ gửi giấy đòi hoài, trả dư một đồng nó gửi trả về nói anh chị đã trả nhà băng, trả hết tiền nợ nhưng mà dư đồng trả lại. Cho nên nhân quả công bằng. Nhiều khi đời này mình thấy mình không có làm ác gì đâu. Tại sao như vậy? Thì thôi bây giờ đó, thì nếu mà đã biết tu rồi thì Pháp Hòa hay nói người biết chạy thì lo gì phải lùi lại đi bộ. Mình biết chạy rồi thì thôi đi bộ đồng hành. Nhiều khi đây là một chúng sanh nè cần mình độ, mình nói mình đi phổ độ chúng sanh. Giờ đó thôi, giờ trước hết là độ một chúng sanh này trước đi, rồi chưa nói là chúng sanh trong người mình nha, tự tánh chúng sanh của mình đó. Bởi vì khi mình phát nguyện nó có hai dạng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng mà ngược lại nó có, đối lại nó có câu tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Cái chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là số lượng chúng sanh ở bên ngoài, tự tánh chúng sanh chính là phiền não của mình. Vậy thì mình có hai chúng sanh để độ: chúng sanh ở bên ngoài và chúng sanh ở bên trong. Độ hai dạng chúng sanh này đến bờ niết bàn mà không thấy có chúng sanh nào để độ. Cũng giống như có bao giờ hôm nào mình lại mình đựng cái mặt mình nó giỏi quá, bữa nay ăn ngon quá, chị mình đói bụng là mình phải ăn thôi. Rồi mình con của mình nấu cho nó ăn, mà có bao giờ mình khổ lụy gì đâu, mình có tính sổ tính gì đâu đó. Giống như y như vậy, mình đổ một chúng sanh bên ngoài cũng giống như mình nấu cơm cho con mình ăn, cho chồng mình ăn mà không hề đi sổ. Hoặc là bữa nào mình đói mình tự ăn cũng chẳng hề đi sổ. Mình ăn không ghi sổ thì thôi độ người cũng không cần phải ghi sổ. Mà thưa đại chúng, cái khổ của mình so với cái thế giới vũ trụ đau khổ này chẳng là gì. Bây giờ Pháp Hòa tặng quý vị này một câu này: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn của mình chỉ là hạt cát có ra chi. Lấy câu đó bỏ tiếng. Nếu mà nói cái khổ của chúng sanh trên cái quả địa cầu này á, cái khổ mình chẳng là bao hết. Bất quá mình chỉ khổ có một ông chồng, còn em khổ với má chồng, chị chồng, anh chồng, em chồng, ví dụ vậy. Có những người người ta đâu phải chỉ khổ chồng không đâu, mà ta còn khổ cả cái gia đình chồng, hoặc là ta khổ cả người ta đứng ở giữa, khổ bên nhà chồng rồi ta khổ luôn cả gia đình ruột thịt của người ta. Gia đình ruột thịt thì mắng xả, nói mình ngu dại để cho gia đình chồng ăn hiếp đó. Rồi mình về gia đình chồng thì gia đình mắng mình đó là nghe lời gia đình mình, để rồi về có những thái độ như thế này thế nọ, khổ lắm. Cho nên so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình là hạt cát có ra chứ. Mình ở xứ này mình khổ, nhưng mà bất quá khổ cái tâm, mà khổ cái thân cũng có. Bơ sữa vẫn có mỗi ngày,
có những người ở Việt Nam, ở vùng quê, trồng rượu chè, cờ bạc, con đá gà, đua ngựa, đổ nợ tùm lum, nợ tứ phía, nhà con không có ăn, chồng thì rượu sáng xỉn chiều say, con tối la rai mai đặt nữa. Họ than với ai? Họ kêu trời không thấu. Mình ở đây còn có phương tiện internet thì viết giấy hỏi thầy. Họ một tờ giấy cũng không có, một cái viết cũng không có, điện thoại cũng không có, họ hỏi với ai? Thôi thì cứ lấy cái khổ của mình, và lấy cái khổ của muôn ngàn chúng sanh xung quanh mình để làm niềm an ủi cho mình. Hay nói một cách khác, mình có khổ như vậy, mình mới thẩm thấu được cái khổ của chúng sanh. Từ đó lòng từ bi mình lớn lên. Càng khổ lòng từ bi phải càng lớn. Như vậy gọi là giải nghiệp. Còn nhiều khi mình khổ quá cái mình ganh, tại sao cái nhà đó nó được như vậy, trời kìa nó xấu quá hơn tôi mà nó hạnh phúc. Cái đó không có giải được nghiệp. Càng khổ thì mình lòng từ bi mình càng lớn. Kính thưa thầy, tại sao trước khi dùng bữa ăn phải chờ đánh 3 tiếng chuông? Nếu mình không chờ thì cứ ăn, không có sợ hết. Thưa đại chúng, thật sự ra cái này là một cái hình thức để nhắc nhở chúng ta. Mình đã đến với một đại chúng thì mình cùng tu, cùng học, cùng ăn. Và đồng thời khi mà có một tiếng chuông như vậy thì nhắc nhở mình ăn trong chánh niệm, ăn trong cái sự an vui, tĩnh lặng. Vậy thôi. Thì mình không muốn 3 tiếng thì mai mốt quý thầy sẽ thỉnh 9 tiếng. Nếu một người tụng kinh niệm Phật mỗi ngày mà tâm còn thị phi ganh ghét thì lúc lâm chung có được về tịnh độ hay không? Nhưng nếu người đó không được về tịnh độ mà thỉnh quý thầy về cầu siêu thì người có được siêu thoát hay không? Chà, đề tài lớn. Thưa đại chúng, thì dĩ nhiên hỏi tức là trả lời. Ở đời cái gì nó cũng phải cả hai, tâm và cảnh nó phải tương đồng. Ví dụ như miệng mình niệm Phật mà tâm mình không nghĩ Phật thì sao nó tương đồng? Tâm mình không nhớ kinh nhớ Phật, thỉnh thầy tới tụng mình chả biết gì hết luôn. Cho nên mình, tâm mình hàng ngày phải có niệm Phật, phải tụng kinh. Pháp Hòa ví dụ nha. Thí dụ bây giờ đại chúng ở đây phụ cái bài nguyện đem công đức này không? Rồi hôm nào quý vị có nhớ rồi, quý vị có thuộc rồi, cho nên Pháp Hòa hay quý thầy chỉ cần tới nguyện đem cái mình ứng liền công đức này. Tức là tâm mình phải có cái đó thì khi người khác tới trợ duyên, hai cái tâm mình nó tương ứng thì nó đủ lực nó đẩy mình đi. Ví dụ như là quý thầy vừa bắt nguyện đem cái bài thay vì chữ công đức, nguyện đem tiền của thầy bỏ mua nhà băng hết. Mình cứ dặn con cái hoài, con nhiêu tiền bỏ bằng hết nha con. Lúc này rước dữ lắm nha con. Tức là tâm mình nó phải có cái câu gì thì khi người ta đến ta trợ lực nó mới tương ứng, phải không? Ví dụ như bây giờ quý vị đã từng nghe cải lương và quý vị biết cái cách xuống giọng của cải lương, thật tử rằng ta tội ta ca lên là mình biết liền. Ví dụ như bây giờ mình hát một câu công mẹ sanh con dí bằng năm biển lớn, không thuộc nhưng mà biết lớn. Tại vì mình biết cái cách đó rồi, không? Mình biết cái cách đó. Công mẹ sanh con dí bằng năm biển lớn.
chỉ có càng khôn kia không bờ không bến nó sánh được, chứ lòng mẹ thương con vốn không tận không tù. Cái tâm mình đã phải có cái câu kinh đó thì người ta tụng nó mới tương ứng. Cho nên hàng ngày á mình tụng mà tâm đó chữ kinh, lời kinh nó không thấm vô tâm thì ta tụng nó không có tương đồng. Cho quý vị muốn vãng sanh cực lạc thì tâm cực lạc và miệng cực lạc nó phải tương đồng. Thưa đại chúng, cảnh sẽ chuyển nếu tâm mình chuyển. Tâm chuyển cảnh sẽ chuyển. Đa số chúng ta lấy cảnh chuyển tâm. Để ý có phải nhìn cái cảnh vui cái mình vui, cảnh buồn mình buồn. Mà nếu mà tâm mình vui rồi thì cảnh buồn nó cũng vui. Cảnh trả nghiệp nhưng mà tâm mình không hề bị cái chữ trả nghiệp nó khổ mình. Cho nên tâm chuyển là cảnh chuyển. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm mình có tịnh thì tịnh độ mình sẽ được về. Cho quý vị ráng câu nữa thôi. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi liên quan đến việc làm hàng ngày. Là một Phật tử, chúng con cũng hiểu được tội phước trong cuộc sống nên làm và nên tránh, nhưng đa phần chúng con đều có việc làm liên quan đến nhà hàng thì không thể nào tránh khỏi việc đụng vào mạng chúng sanh. Muốn đổi việc làm thì cũng không dễ gì. Vậy xin thầy quan hỷ chỉ cho con làm thế nào để cuộc sống được nhẹ nhàng bình an. Cái câu hỏi nó thiết thực, không phải chỉ riêng việc làm nhà hàng, tất cả các công việc nếu mà chúng ta gọi là chắc, gọi chắc trước và để chúng ta đi tìm tòi từng chi tiết đó, thì không có việc làm nào mà chúng ta dám đụng hết. Phong vào ví dụ hôm nay có những vị lái xe từ 4 giờ sáng ví dụ đi lên đây để nghe pháp, mục đích quý vị đi nghe pháp, đi nghe chùa, đi chùa mà. Nhưng mà trên đường đi rất nhiều những cái con thiêu thân nó lao vào trong cái xe mình, nó chết. Vậy thì mình đi chùa nhưng mà cũng trong chút đó có chút chút của nghiệp sát không? Rồi để tôi mở nhà hàng chay, tôi bán nhà hàng chay, nhưng mà mình đâu có liên quan tới sinh mạng chúng sanh. Nhưng mà xào rau, nấu rau có phải cắt cọng rau không? Nó cũng có một chút trong đó. Cho nên thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta, cuộc đời này chỉ là tương đối chứ không có gì tuyệt đối. Chỉ làm sao trong cái từ tương đối này chúng ta chỉ đủ nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống con người hàng ngày, có ăn có mặc, giúp đỡ người thân. Nhưng mà so ra cho dù mình làm những công việc như là làm nhà hàng gọi là sát sanh, và một việc làm không hề sát sanh, ví dụ như bán xì ke ma túy, nó cũng là một dạng không lành. Nếu mà nói là không lành thì trên thế gian này việc nào cũng có chút chết tội lỗi trong đó. Nhưng thôi thì bây giờ chúng ta cứ hiểu, đã là con người ở trong đời sống này thì khó tránh cái gì gọi là tuyệt đối. Chúng ta cứ làm cái gì trong cái tương lai. Tuy mình làm nhà hàng nhưng chúng ta vẫn làm một cách công khai, chính đáng, có đóng thuế, có đăng ký, có vệ sinh, hết lòng. Ví dụ mình nấu một món ăn, mình hãy nấu cho người thực khách ăn giống như mình nấu cho chính mình ăn là thiện. Mình trang trí một cái dĩa thức ăn, mình thích người ta trang trí để service mình người như thế nào, mình cũng trang trí dĩa ăn đó như vậy gọi là thiện. Đừng có lương lận ở trong cái vấn đề làm việc của mình, dù bất cứ hình thức nào thì thiện nó cũng trở thành ra cái không thiện. Vậy thôi.
cuộc sống. Ví dụ bây giờ nếu như bắt buộc mọi người phải hoàn hảo thì chắc không kiếm được mấy người có thể tu 100% đâu. Ví dụ như bây giờ ở cái làng đó người ta sống về cái nghề đánh cá, rồi không lẽ ta không được tu? Rồi thí dụ bây giờ trong năm giới người ta có thể không giữ được cái giới thứ nhất, nhưng mà ít ra bốn giới kia ta còn tu. Quý vị thấy không ạ? Cho nên yên tâm việc này. Nói như vậy không nghĩa là khuyến khích, nhưng mà chỉ để cho đại chúng biết rằng trong cuộc sống, nếu cái gì chúng ta không thể khác hơn nữa thì chúng ta hãy làm nó trong cái thiện tối thiểu hay là cực kỳ mà mình có thể làm được. Ví dụ như có một lần Phật tử hỏi Pháp Hòa là trốn thuế được không? Không lẽ về giữa buổi giảng mới được. Nhưng mà Pháp Hòa có cách mà nói như thế này là, thưa đại chúng, là cái suy nghĩ Pháp Hòa là quý vị cứ đóng thuế đi. Thay vì quý vị trốn thuế để rồi quý vị lấy cái tiền đó quý vị làm từ thiện, nhưng nếu quý vị suy nghĩ kỹ, cái tiền thuế quý vị là đang làm từ thiện là quý vị sẽ nhẹ nhàng. Chính phủ ở nước này, ở tất cả các xứ tự do này lấy thuế của mình để làm gì? Chẳng qua là để lo cho những người dân khác thôi. Chẳng hạn như là làm đường nè, những người bệnh tật không đi làm được nè, bệnh viện nhà thương là quý vị biết bệnh viện mỗi ngày chi bao nhiêu triệu. Có những cái ca bệnh, có những ca bệnh Pháp Hòa có những người Phật tử làm ở trong bệnh viện, họ nói là thầy biết có những người bệnh một ngày chính phủ chi 1 triệu cho cái người bệnh nhân đó, có người một ngày chi mấy trăm ngàn cho bệnh nhân đó. Tất cả những cái đó chính phủ trả hết. Vậy thì cái đóng thuế của mình, thứ nhất là mình làm đúng luật lệ của chính phủ ban hành của cái đất nước đó. Cái thứ hai là mình đã làm từ thiện một cách gián tiếp mà mình không biết. Rồi Pháp Hòa nói ví dụ như á, bây giờ là Pháp Hòa ví dụ như là Pháp Hòa đi giảng rồi mình đi máy bay, thì quý vị thấy trong quá trình người ta tạo ra máy bay, hay là bay trên không, hoặc là đi đi làm xăng dầu, tất cả đều có những cái sự liên hệ, thậm chí còn hy sinh con vật này con vật kia, thành thử ra mình khó mà tránh được cái gọi là tuyệt đối đâu. Cho nên thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta cứ làm cái gì mà chúng ta thấy rằng trong cái khả năng của mình, trong hoàn cảnh của mình, nhưng mình cố gắng hoàn hảo cái công việc đó, như vậy là tốt. Có những cái ca quý vị đọc trên báo, có những bác sĩ đã lợi dụng bệnh nhân qua bao nhiêu cái ca, rồi cuối cùng cũng bị phát hiện và bị phạt, bị tù tội vân vân. Ở trong nó liên hệ đến cái việc này là một cái người hỏi cái vấn đề biết đủ, nói rằng nếu mà mình tu để đến cái chỗ tuệ giác mình sanh rồi mình có đủ rồi mình không làm gì nữa hết thì phát xã hội chẳng tiến. Thưa đại chúng, có không? Cái chữ đủ ở đây là gì? Đủ theo khả năng của mình, mà đừng làm cái gì nó quá cái khả năng của mình. Ví dụ một em học sinh nó có khả năng nó học tới tiến sĩ, thạc sĩ vân vân thì nó cứ học chứ. Đâu phải nói biết đủ với mình nó thôi, lớp 12 đủ rồi. Nếu khả năng nó học được là nó cứ học. Khả năng mình làm được gì mình làm, nhưng mà nhớ làm trong khả năng, chứ không phải làm cái gì mà nó để vượt qua cái khả năng của mình, chứ không có gì gọi là không phát triển hết. Nói cái này rồi thưa đại chúng như thế này để đại chúng thông cảm. Thí dụ như có một vị thầy, thầy đó đi tu, nhưng mà cái hạnh nguyện của thầy á, thầy có một cái phước, cái duyên là thầy có thể xây dựng nhiều cái cơ quan từ thiện xã hội. Rồi mình thấy thầy đó không có lo tu hành gì, cứ lo làm ba cái chuyện xã hội. Nhưng mà nếu như mà ai cũng nói với mình, nó hỏi tu là sao, là phải đóng cửa, phải đi trong chánh niệm, rồi từ từ, rồi vậy đó. Ví dụ thì như vậy là cũng đúng.
Tại vì Phật giáo là đa đa hạnh, có những thầy người ta phát triển, người ta có cái phước, cái duyên và cái nguyện, đâu phải ai nguyện cũng được. Nguyện, nhưng mà nếu mình nguyện mà đúng lúc là mình cũng có cái duyên phước ở cái đó, thì tự nhiên tất cả nó phối hợp một cách nhẹ nhàng, nó đưa cái vấn đề đó lên. Và tiền của mình cuốn bao nhiêu hãy đưa vào trong cộng nguyện từ thiện xã hội hết, thì cái đó cũng là cái tốt chứ có sao. Rồi giờ có những vị á, người ta có tiền người ta không làm gì hết ngoài chuyện cất chùa cũng không sao, tại vì cất chùa còn hơn là đem tiền để làm việc khác không đúng với chánh pháp. Đó, thời mình không xài thì thời sao ta có, ta xài. Cho nên á, hôm nào Pháp Hòa sẽ có một bài nói chuyện 20 khoa trong Phật giáo, để cho người Phật tử chúng ta có một cái nhìn rộng rãi về tất cả các cái bộ mặt phụng sự của Phật pháp. Rồi từ đó tâm mình mở ra. Và quý vị, thưa đại chúng, tất cả những cách tu của mình, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tụng ngồi thiền, tất cả những cái gì chúng ta làm mà nghe pháp luôn, cũng không ngoài một cái mục đích là để cho chúng ta, tâm của chúng ta nhẹ ra với tất cả những sự dính mắc của mình. Cái khổ nhất của chúng sanh đó là chấp trước. Cái hạnh phúc nhất của chúng sanh đó là sự buông bỏ mọi chấp trước để tâm mình được an lạc. Vậy thì cái khổ của chúng sanh là ở chỗ chấp trước, dính mắc, phiền muộn. Mà hễ biết thông cảm thì cái gì nó cũng xong. Trên cuộc đời rất cần sự thông cảm. Chỉ cần mình có sự thông cảm, ví dụ như ban tổ chức hôm nay chưa bao giờ làm, lần đầu tiên làm, mà lần đầu tiên là chắc chắn có sơ sót. Cho dù làm trăm lần, ngàn lần, nhưng không lần nào mà hoàn hảo, bởi vì trong mọi pháp phải có chỗ khuyết. Mà chúng ta phải lấy cái thành tựu phần lớn để chúng ta nhẹ đi cái khuyết, là tự nhiên việc gì nó có sẵn. Và cái chỉ cần một thông cảm thôi, đó là sức mạnh làm cho cái ban tổ chức người ta phấn chí, người ta đi tới. Cho nên một hành giả, chúng ta nhớ là chúng ta là hành giả chứ không phải là học giả. Hành giả tức là người ứng dụng lời dạy chúng ta sống. Còn học giả là lên thuyết trình một bài toán, vân vân. Tất cả người con Phật của chúng ta, nếu có học, học giả thôi, học là một, định học thiệt. Thế mà chúng ta dĩ nhiên là phải là học giả, nhưng mình hãy là hành giả nhiều hơn là một học giả. Mà khi mà mình đã một hành giả rồi, thì tự nhiên mình sẽ đến được cái bến bờ an vui dễ dàng. Như là Phật, dạ. Thưa hồi sáng thì thầy có giảng về chánh pháp, chúng pháp và mạt pháp. Thì con xin vắn tắt là cái phần tướng pháp bây giờ, tức là có nghĩa là có nhiều chùa chiền nhưng mà thiếu chánh pháp. Thì xin thầy chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con phải có cái tâm như thế nào để mà tới chùa để tạo thành chánh pháp ở ngôi tam bảo. A Di Đà Phật. Hồi sáng mình có nhắc tới ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thì câu hỏi là nếu như mình đến một nơi nào đó có chùa viện mà thiếu chánh pháp thì mình phải làm gì? Thưa đại chúng, cái bài này Pháp Hòa có nói hôm bữa thứ sáu ở tại tu viện Thiện Hòa bên Đức. Rồi mai mốt quý vị nghe lại thì quý vị sẽ ứng dụng những cái đó để làm cho chánh pháp hưng thịnh. Bên cạnh đó, nếu quý vị muốn biết rằng thật sự có mạt pháp không, quý vị nghe cái bài Pháp Hòa nói chuyện cách đây mấy năm có cái đề tựa là chánh pháp và mạt pháp. Trong đó Đức Thế Tôn và Chư Tổ có nói 5 điều để cho chúng ta xác định rằng chưa phải gọi là mạt pháp. Bên cạnh đó, mỗi người cư sĩ của chúng ta chỉ cần tu tập 5 giới một cách tinh tấn thì chánh pháp không mất. Ví dụ,
Về thân thì có sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Về miệng là giới nói dối. Giới nói dối là nói gọn, chứ thật sự giới đó nó có bốn điều. Thứ nhất, đừng có thiêu dệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đừng đâm thọc đầu này đầu kia. Đừng nói lời ác ôn, tức là chửi rủa mắng xả. Đừng có nói những lời vô ích. Chỉ cái miệng giữ bốn giới này thôi, cái chùa nó cũng thịnh, chứ đừng nói là những cái khác. Sở dĩ bao nhiêu thị phi buồn phiền trong cộng đồng, trong hội đoàn, trong chùa chiền nó lan tỏa là gì? Mỗi người nói mỗi cách. Có người thì chuyện có nói không, chuyện không nói có. Có người thì đâm bì thóc, thọc bì gạo. Có người thì chửi rủa mắng xả. Có người thì nói toàn những lời vô ích. Lời vô ích làm sao? Cái chuyện đó đâu có lợi ích gì đâu, phải nói tới nói lui. Và cũng cứ đi lặp tới lặp lui, rồi phone, rồi hỏi, rồi email, rồi truyền bá, cho nên mới có chuyện, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, tại sao lá cờ Phật giáo có năm màu? Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam là tượng trưng cho năm giới. Nếu như năm châu này mà giữ được năm giới thì chúng ta sẽ có một tổng thể hòa hợp an tịnh bằng năm cái màu ở dưới. Quý vị thấy cái hình ảnh lá cờ và nói ha, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, ở dưới này có năm cái màu tổng hợp. Nếu năm châu giữ năm giới thì thế giới đại đồng. Cho nên cộng đồng người Việt hay là hội Phật tử với nhau, mỗi người tự ý thức năm giới của mình giữ thì không có chuyện gì hết. Hào quang của Phật có năm màu, lấy năm cái màu đó ra để biến thành cái cờ Phật giáo. Rồi mỗi một lá cờ đó là mỗi con người của chúng ta. Màu xanh là tóc, màu vàng là da, màu đỏ là máu, màu trắng là xương, màu cam là tủy, tổng thể của một con người. Nếu mỗi một con người mà ứng dụng được năm điều của Phật dạy, rồi bây giờ nói tới cái giới thứ năm. Nếu chúng ta có chánh niệm ăn uống để đừng có làm cho sức khỏe thân thể đau bệnh, nếu chúng ta có chánh niệm tiếp xúc phim ảnh, sách báo, tin tức, chuyện trò, thì làm gì có chuyện phiền não trong cộng đồng. Chỉ còn có chánh niệm thôi. Nghe điều cần nghe, bỏ quên những điều cần bỏ, thì chánh pháp không có mất. Bởi vì chánh pháp là lời dạy của Phật, mạt pháp là do chúng ta quên nó, chứ còn chánh pháp không có mất. Năm giới này muôn đời nó vẫn là chân lý. Giới một con người chết rồi không còn gì nữa hết, khỏi năm giới. Ngày nào con người còn sống, năm giới nó còn có mặt. Cho nên trong kinh mới hỏi, thiên đường ở đâu, địa ngục ở đâu? Một vị trả lời, ngày này nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Chúng sanh mà chuyển tâm chúng sanh, nơi đó là thiên đường. Nơi nào còn chúng sanh nghĩa là gì? Hễ còn chúng sanh là còn tham sân si, và còn tham sân si là còn địa ngục. Cho nên chữ chùa nghĩa là gì? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là già lam. Vậy thì già lam hay tự hay chùa nghĩa gì? Chư Tổ định nghĩa tự hay là chùa nghĩa là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ, vĩnh viễn xa lìa cái xấu ác, gần gũi cái thiện lành. Ở trên chùa
xây chùa, chùa nào cũng xây cái chánh điện thiệt lớn gọi là chánh điện, nhưng mà không có mấy người chịu lên chánh điện đâu. Đi xuống chánh điện có mấy cái lò ở dưới đó với chánh điện á, tại vì thấy cái chùa mà nó thịnh là do ở dưới cái bếp á, mà nó tan nát cái chùa cũng cái bếp. Thí dụ như ta lên ta lại Phật ba lại rồi ta cũng chung xuống bếp, ta nghe pháp xong ta cũng đi xuống bếp, trên cái bếp nó quan trọng lắm. Quý vị nào mà thương chùa đó, mà mình ở dưới bếp nhiều đó, thêm chút nhẫn, thêm chút nhịn, thêm chút nhường, nhẫn nhục nhịn nhường, khiêm cung lễ độ, mấy cái món đó phải có trong tủ lạnh. Còn là ba rô, broccoli, bông cải trắng, bông cải xanh là phụ. Cái hũ gia vị đó mà có mà rắc vô hết các món ăn yên lắm. Pháp Hòa có làm cái bài thiền nấu ăn. Khi nấu bếp giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đó hoa xinh. Vì sao? Câu thứ tư, vì mình giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bây giờ bắt đầu nấu ăn nè. Xay nhuyễn những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Nướng chiên xào luộc chín vô minh, rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Nếu mà mình xây nhiễm tàu hũ để dồn khổ qua, thì phải nhớ là mình đang xây nhiễm những kiêu căng buồn giận. Mình đang nấu đậu xanh để nó sôi, nó nhừ, để mình làm bánh, rồi thỉnh thoảng bọt nó lên đó. Mình hớt bọt thì nhớ là vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Còn nếu mình có dặn lửa kho riêu riêu cho đồ ăn nó thấm nó ngon đó, thì phải kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Mình cắt, mình gọt, mình băm, mình chặt gì đó, phải không? Mình hãy sắc gọt những cái phiền não vô minh đó. Mình muốn bức mới cơm cho người ta ăn, bới một dĩa đầy vung dậy gọi là gì? Xới những bát cơm vung hạt hòa bình. Mà có cơm mà nấu được như vậy gọi là cơm chánh niệm đó, thì người ăn mới an lạc. Mình nấu cơm hạnh phúc ngon, người ta tới mà xin thêm chén nữa, nó làm gì ăn dữ vậy? Người ta tự ái, người ta đi về liền. Thưa đại chúng, chánh pháp hay mạt pháp tùy theo cái mức độ tu tập của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã xác định không ai dẹp được hay là tiêu diệt được Phật giáo, đạo Phật. Chỉ những người đệ tử Phật tự mình dẹp mình với nhau. Một trong những cách Pháp Hòa tư duy để mình qua được những cái phiền muộn, mình luôn luôn nghĩ đến người sao. Mình làm vậy nè, thỏa mãn cái phiền não của mình trong lúc này nè. Rồi cái đám con cháu mình tương lai nó đi đâu, nó về đâu, mình giành được cái chỗ này rồi không ai tới hết rồi ai đi, rồi con cái mình nó về đâu. Mỗi lần Pháp Hòa nghĩ như vậy thì Pháp Hòa nhẹ được đi những cái phiền não của mình. Pháp Hòa vẫn là một con người,
vẫn còn đang từng bước tập tu. Và khi mình đi ra mình làm đạo, đâu phải lúc nào cũng siêu chèo mát mát, đâu phải mình đi tới đâu người ta cũng kính trọng mình đâu. Nhưng đừng để những cái đó nó làm cái chánh của đời mình, thì tự nhiên lòng mình nhẹ và mình thấy rằng những gì mình đang làm chẳng qua vì người sao mà làm. Cực khổ cỡ nào mình cũng chịu được. Mà thậm chí mình tạm dụng câu đó, nhục cỡ nào mình cũng ráng được. Nhưng mà thiệt sự không có nhục, nhịn được mà nhục gì, không nhịn mới nhục. Không nhịn rồi la ó ung sùm, nói thô nói sai nó mới nhục, chứ còn mình nhịn được ta thấy cái đẹp của người im lặng. Cho nên Đức Phật ai chửi Phật, Phật im, Phật có nói, tại vì nói ra nó mất đẹp. Nãy Như Lai ngồi về thuyết pháp mà tự nhiên giờ Như Lai về sao Như Lai dễ đổi quá. Nãy Như Lai về mà giờ sao Như Lai về. Mình nhịn được mà không có nhịn, không nhịn mới nhịn. Có nhiều vị mới nói trời ơi sao thầy hay quá, thầy đứng được vậy gặp con là chết. Nó mình nói để làm gì, nó đâu có lợi lạc gì đâu. Mà quý vị cứ để ý coi, mình im rồi một ngày im, hai ngày im, sống im đó là sống đời nó đã mệt rồi mà tự mình quậy sống lên nữa khổ lắm. Mà mình được quậy nhiêu, sức mình quậy bao nhiêu sống, bất quá dài cục bọt chơi cho vui, chứ sức mình làm sao quậy lên sống. Chỉ có gió mát phong nó mới thổi sống được thôi, chứ còn sức mình làm được đâu. Đừng có nhọc công, thôi cứ để mọi việc nó là nước đi cho nó khỏe. Sống cũng là nước, bản thể của sống vẫn là nước, nhưng chẳng qua một cơn gió mát phong nó thổi tới thì nó nhồi lên, mình gọi nó sống thôi. Chứ khi gió nó dừng rồi nó nằm xuống thì sống vẫn là nước. Thì tại sao mình không làm nước đi cho nó khỏe, ham chi làm những con sống mà ai nghe sống ta cũng ớn sưng sống hết. Xin hỏi thầy, tượng Đức Phật Thích Ca lúc nào họ cũng tạc tượng Đức Phật có tóc quấn, tức là loạn loạn á. À, tục thế pháp quy y, thế pháp chứ không phải thế pháp, thì thế pháp quy y có thể bắt đầu từ thời Đức Phật còn tại thế hay không, hay chỉ là có sau ngày Đức Phật nhập diệt? Câu hỏi này cũng hay, mình cần phải biết. Thưa đại chúng, từ thời Đức Phật, Đức Phật cũng đã quy định là người xuất gia phải cạo bỏ râu tóc. Nhưng mà tại sao đặc biệt là khi người ta làm hình Đức Phật thì Phật không có cạo đầu của quý thầy, mà tên tóc Phật có quấn tóc đó? Bởi vì khi chúng ta nói đến Đức Phật thì chúng ta cố gắng diễn đạt cái hình tượng Đức Phật bằng 32 tướng mà chúng ta có thể biểu lộ được trên thân tướng của tượng Phật. Phải mà ví dụ, một trong 32 tướng Phật là Phật có 40 cái răng, phần lớn con người mình là 32. Nhưng mà nếu mà làm một cái tượng Phật mà để cho đủ 40 cái răng, không thể làm gì để mình đợi mình đếm 40 cái răng. Nếu mà Phật mà gì thì quý vị có được không? Cho nên cái gì trên thân tướng của Phật bằng cái mình có thể biểu lộ được thì mình làm. Thì một trong 32 tướng là tóc của Phật xoắn như những con ốc, thì người ta làm cái đó để biểu lộ lên một trong 32 tướng của Đức Phật. Vì Đức Phật có lỗ tai dài là một tướng, môi dày hai tướng, mũi cao ba tướng, tóc quấn bốn tướng, trên đầu á hơi cao cái đảnh chút năm. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà nói cái đảnh cao thì cũng phải khá khá để mình nhìn
như vậy chứ không chứ nhiều chỗ ta làm nguyên cục thịt vậy cái mình nói trời ơi Phật cái tướng kỳ quá, hay là mình tưởng lầm là Phật ảnh hưởng Trung Quốc mấy vị nam tử Hán có cái búi tóc ở trên này. Dạ thưa không, cái đỉnh thôi, cái đỉnh này là tượng trưng cho sự thiền định của Phật, nó hơi cao hơn con người mình. Cái chỗ này mình nhìn không có thấy, cho nên cái chỗ này gọi là vô kiến đảnh tướng. Cái đảnh tướng mà khó thấy cho gọi là vô kiến. Rồi bàn tay của Phật dài, nhưng mà khi Đức Phật ngồi thiền thì đâu có thể làm được cái bàn tay đó. Cho nên xin thưa là Đức Phật có 32 cái tướng đẹp, nhưng khi tạc một tượng Phật thì không thể nào diễn đủ hết 32. Thì những gì có thể biểu lộ được trên thân tướng của một tượng Đức Phật thì chúng ta làm. Ví dụ như đó là da của Phật mịn, không làm được. Bây giờ tượng nào mà đánh bóng kỹ tượng mịn thôi. Ví dụ vậy đó, để chúng hiểu được cái ý chỗ đó ha. Rồi. Vậy thì cái chữ mà quý vị có nhớ không? Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi chứng kiến được bốn cảnh khổ thì Ngài mới đi về, Ngài quyết định, Ngài bỏ đi đó. Thì Ngài mới đến sông Ni Liên để mà xin lỗi sông Anoma để Ngài cạo tóc, cạo râu để nó tu. Rồi các vị tỳ kheo thời Phật cũng phải phủi tóc hết, ngay cả Đức Phật cũng phủi tóc. Nhưng mà bây giờ hễ mình làm tượng Phật là làm như vậy để biểu lộ lên 132 tướng của Phật. Vậy là được rồi. Buổi chiều hôm nay chúng ta có một khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi để cùng gặp nhau và chia sẻ những gì mà đại chúng còn thắc mắc. Và tuy rằng nói rằng vấn đáp, nhưng cũng chưa chắc những gì Pháp Hòa đáp giải tỏa hết 100% trong lòng đại chúng. Nhưng ít ra nếu mình nhận cái phần hơn thì tự nhiên mình cũng có mở hé được cánh cửa. Nó không mở toan, nhưng ít ra nó cũng hé được một cánh cửa cho mình, để mình thấy được chút chút gì bên trong, từ đó mình lần vào trong đạo. Mong đại chúng thông cảm cho những gì thiếu sót của Pháp Hòa. Hay như là và quý vị biết lời xin trước hết là cảm ơn quý đạo hữu trong ban tổ chức ở thành phố Toulouse rất nhiều đã để thời gian công sức ra để tổ chức cho chúng ta một buổi như thế này. Và cảm ơn tất cả quý bác, các quý anh chị, cô chú, đại chúng, những vị ở xa đã không quản ngại đường xa về đây để cùng gặp nhau tương hội trong cái tinh thần Phật Pháp. Thật ra quý vị không cần đi, nhưng mà cái sự đến đây của quý vị là để tỏ lòng thương mến đối với quý thầy, quý sư cô. Và xin chúc nguyện cho tất cả quý vị luôn luôn được an lành.